Mến chào các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Hàng Ngày 75. Hôm nay mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, kính chúc các bạn và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hôm nay, xin mời các bạn xem cập nhật gói thầu xây lắp 7 của dự án cải tạo kênh Tham Lương, bến, cát, rạch nước lên, đoạn từ cầu Chợ Cầu đến cầu Tham Lương. Hình ảnh các bạn đang xem xuất phát từ cầu Chợ Cầu, quận 12 về cầu Tham Lương, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.